Phật sở hành xứ Quốc ấp khu tụ Mỹ bất mông hóa Thiên hạ hòa thuận Nhật nguyệt thanh minh Phong vũ dĩ thời Tai lệ bất khởi quốc phòng dân an binh qua vô dụng sùng đức hưng nhân vụ tu lễ nhượng quốc vô đạo tật vô hữu oan uổng cường bất lăng nhượng các đắc kỳ sở Năm A, người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Thời gian ngày 9 tháng 3 năm 2014. Địa điểm giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà, Hồng Kông. Đây là bộ Khoa chú giảng lần thứ tư khi Ngài ở vào độ tuổi gần 90 Các vị Pháp Sư Các vị Đồng Tu Xin mời ngồi Xin mời ngồi mời mọi người cùng tôi quy y tam bảo a à xà lê tồn niệm ngã đệ tử diệu âm thủy tùng kim nhật nải chí mạng tồn quy y phật đà lưỡng túc trung tôn quy y đạt ma ly dục trung tôn quy y tăng già chư chúng trung tôn a xà lê tồn niệm ngã đệ tử diệu âm thị tùng kim nhật nảy chí mạng tồn quy y phật đà lưỡng túc trung tôn quy y đạt ma ly dục trung tôn quy y tăng già chư chúng trung tôn a xà lê tồn niệm Ngã đệ tử diệu âm Thủy tùng kim nhật Nải chí mạng tồn Quy y Phật đà Lưỡng túc trung tôn Quy y đạt ma Ly dục trung tôn Quy y tăng già Chư chúng trung tôn Xin mời xem Đại Kinh Khoa Chú Tờ thứ 148 Đếm xuống hàng thứ ba Khái yếu Thập môn khai khải Huyền nghĩa Thiên thai Pháp Hoa Tông Nói ngũ trùng huyền nghĩa Ý nghĩa đều như nhau Đều là thuộc về cái yếu Cái yếu của toàn kinh Mười môn thứ lớp Nhất Giáo khởi nhân duyên Nhị bổn kinh thể tánh Tam nhất kinh tông thú Tứ phương tiện lực dụng Ngủ sở bị căng cơ Lục tạng giáo sở nhiếp Thất bộ loại sai biệt Bác trạch hội hiệu thích đây là giải thích cửu tổng thích danh đề thập chánh thích kinh văn mới chân thật nói đến kinh văn chúng ta xem chú giải của niệm lão cái đoạn này là Niệm lão chính mình viết. Cẩn dịch thử kinh. Cẩn trong cái chữ này có tâm cung kính. Có tâm chân thành. Để giải thích một bộ đại kinh này phương thức là y theo phương pháp của Hoa Nghiêm Tông. Phương pháp của Hoa Nghiêm Tông giảng kinh cho đến Đại sư Liên Trì Di Đà Kinh Sớ Sao. Cái thí dụ này Di Đà Kinh Sớ Sao cũng là dùng Hoa Nghiêm mười môn khai giải tổng khai mười môn kế bi đệ nhất giáo khởi nhân duyên đến thứ mười giải thích chánh kinh tiền cửu môn tổng luận toàn kinh cương tông bộ loại cương là cương yếu tông là tông chỉ Bộ loại Ở Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm giảng kinh dạy học Bộ kinh này quy thuộc loại nào? Thử giữ thiên thai tông Chi ngũ trùng huyền nghĩa Đại đồng tiểu dị Tuy tường liệt lược thủ xã tiêu biệt tổng chi giai tương nhất kinh cương yếu túng luận túng luận ư tiền phát quy minh liễu đây là mục đích thứ nhất sử độc giả tiên thức tổng thể hầu nghiên kinh văn đây là mục đích thứ nhất cho người sơ học người sơ học muốn nghe ngài giải thích kinh văn trước tiên đem đại ý toàn kinh làm một giới thiệu để mọi người nhận biết bộ kinh này có một khái niệm đối với bộ kinh này sẽ sanh khởi tâm qua nghĩ Đối với sơ học Đối với lão đồng tu mà nói Lão đồng tu không nên nghe kinh văn Kinh văn họ rất thuộc Họ đã nghe rất nhiều lần Họ muốn nghe chính là nghe huyền nghĩa phía trước Huyền nghĩa là cái gì? Là bạn học tập báo cáo tâm đắc đối với bộ kinh này có thể cung cấp cho họ làm tham khảo tu học cho nên lão tu rất xem trọng bộ phận này hai loại tác dụng này không như nhau thế nhưng đều rất có sự giúp đỡ đối với nghiên giáo tu hành nắm lấy tổng cương lĩnh không thể nào đi sai đường Sử độc giả Tiên thức tổng thể Hậu nghiên kinh văn Cương cử một chương Dị ư lãnh hội Giống như là đánh cá vậy Quăng lưới bắt cá Cương Là dây tổng đầu nắm giữ cái này lưới vừa quăng cả thể đều bung ra đây là nêu một thí dụ này khai mở mười môn chính là tổng cương nắm được tổng cương rồi đại ý toàn kinh liền biết được một số đại cái sau đó nghiên cứu kinh văn thì dễ dàng lãnh hội Thử diệt loại thở Cận đại thư tịch trung Dĩ khái luận vi thủ giả Kim tắc danh vi khái yếu Phương y kinh thứ chú thích kinh văn Môn sau cùng mới là giải thích kinh Một nhân duyên khởi giáo Nhất Minh Đại Giáo Giữ tịnh độ Pháp môn chi hưng khởi Thu học Phật Pháp Phật Pháp từ đâu mà có làm thế nào đến trước tiên phải đem nó làm cho rõ ràng trong chú giải của niệm lão giáo khởi nhân duyên giả minh đại giáo sở dĩ hưng khởi chi nhân duyên chỗ này phân ra hai đoạn đoạn thứ nhất sơ minh đại giáo giữ tịnh độ pháp môn chi hưng khởi đoạn thứ hai thứ tắc tường thuật bổn kinh hưng khởi chi nhân duyên chúng ta xem phía sau. Cái đoạn nhỏ thứ nhất. Nhất thiết pháp bất ly nhân duyên. Đại giáo trì hưng. Nhân duyên vô lượng. Vũ trụ do đâu mà hưng khởi? Từ đâu mà có? Các nhà khoa học hiện tại đều nói là do vụ nổ nói do vụ nổ lớn là nói không thông vụ nổ lớn là do nguyên nhân gì đều nói không thông vì tại vì sao nói vụ nổ lớn những nhà thiên văn học này buổi tối mỗi ngày quán sát thái không Thái không có rất nhiều tinh cầu Thấy ra được một hiện tượng gì Tinh cầu đều cách thế dương hệ chúng ta Bay đi ra Rất xa Tốc độ rất nhanh Giống như là vụ nổ lớn xảy ra vậy Phật Không phải có cách nói này Vụ nổ lớn Cái lý luận này Vẫn còn nghi hoặc chỉ là trước mắt cái cách nói này Rốt cuộc sự việc như thế nào Hiện tại đều là dấu hỏi Khởi nguồn của vũ trụ Phật Pháp nói với chúng ta nhân duyên sanh Nó có nhân, có duyên Mới có thể sanh ra hiệu quả Có nhân không có duyên không kết quả Có duyên không có nhân cũng không có thể có kết quả Chúng ta xem thấy hiện tượng Hiện tượng là thuộc về kết quả Vậy thì tất cả Pháp Đều là do nhân duyên sanh Phật Pháp cũng không ngoại lệ Cho nên Hưng Đại Giáo Đại Giáo này chính là giáo học của Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm giáo học này hưng khởi nhân duyên vô lượng rất phức tạp rất nhiều không phải đơn thuần nhị vô lượng nhân duyên duy vi nhất đại sự nhân duyên cố trong vô lượng nhân duyên một nhân duyên quan trọng nhất là gì chúng ta trước tiên phải biết cái điểm này quan trọng nhất chính là vì một đại sự nhân duyên phía sau liền giải thích pháp hoa nói rằng pháp hoa vân chư phật thế tôn duy dĩ Nhất đại sự nhân duyên cố Hiện xuất ư thế Đây là nói rõ Không chỉ là Thích ca như lai Tất cả chư Phật Thế giới vô lượng vô biên Chư Phật cũng là vô lượng vô biên ngài đã thành phật rồi thành phật đến thế gian để làm cái gì tại vì sao phải đến đến để làm gì câu này là nói rõ chỉ vì mộ đại sự chính là một việc lớn này vì Không duyên đúng. cố của sự việc lớn này mà xuất hiện ở thế gian Trên Kinh Pháp Hòa nói Hoa nghiêm vân Như lai thành đẳng chánh giác Xuất hưng ư thế Dĩ thập chủng Vô lượng vô số nhân duyên Nảy chí quản thuyết Như thị đẳng duy vi nhất đầy sự nhân duyên phía sau chính là nói một đầy sự nhân duyên duy dục chúng sanh khai thị phật tri kiến cố cũng chính là nói diệt thức dục nhất thiết chúng sanh khai minh bổn tâm đồng phật tri kiến đẳng thành chánh giác giả chính cái sự việc này chúng ta xem chú giải của niệm lão pháp hoa kinh dân chư phật thế tôn duy dị nhất đại sự nhân duyên cố xuất hiện ưu thế duy dị phật chi tri kiến thị ngộ chúng sanh phật tri kiến là tất cả chúng sanh Dũng có. Dũng có hiện tại bị bế tắc. Giống như giấu ở trong cung điện vậy. Cửa đóng rồi. Trước giờ chưa từng bước vào, không biết được trong đây có những gì. Đây gọi là mê phật giúp cho chúng ta mở cái cửa này ra mở ra rồi thì chúng ta thấy được xem thấy những thứ bên trong không nhận ra giống như chúng ta đi viện bảo tàng cố cung vậy bên trong bày biện rất nhiều thứ không quen biết cần phải có người vì chúng ta chỉ thị ra Vì chúng ta giới thiệu Khi vừa giới thiệu Thì chúng ta liền tường tận Đây gọi là ngộ Sau khi ngộ Làm thế nào có thể được thọ dụng Cố cùng chỉ thấy Cai thị ngộ cái thứ này bạn không thể lấy để dùng Vẫn là để đó để triển lãm Nếu như bạn lấy ra mang về nhà bạn Đều dùng ở ngay trong cuộc sống thường ngày của bạn Đây gọi là nhập Đây là bốn cái giai đoạn Phật cống hiến đối với chúng ta là khai thị Ngộ nhập hoàn toàn là việc của chính mình Cho nên Phật Pháp nói Khế cơ, khế lý Khế lý Người nói chân thật khai ngộ Chân thật thành Phật rồi Nên gọi là đại triệt, đại ngộ Minh tâm kiến tánh Người nói việc này Người nghe phải có năng lực ngộ nhập Không có năng lực ngộ nhập Vì thì không phải cơ nghi Chính là họ không phải đương cơ họ tuy là nghe giảng nghe rồi bán tính bán nghi nghe rồi chưa khai ngộ năm xưa Phật ở đời Phật có trí huệ Phật có thần thông Thế nhưng Ngài cũng không thể dạy người hoàn toàn khai ngộ Ngài chỉ có thể dạy người Thượng căn triệt ngộ Người trung căn ngộ Mà không thấu triệt Người hạ căng nghe rồi có thể hoàn toàn chưa ngộ Đem cái họ nghe xem thành thường thức để đối đãi loại người này không cách gì tu người có thể ngộ họ mới hiểu cách tu người triệt ngộ tu hành chứng quả thì nhanh Tiêu chuẩn của người xưa là ngay trong một đời này có thể chứng quả Đây đều là người thượng căn Người trung căn ngay trong một đời này không thể chứng quả Phải đợi đời sau kiếp sau Người hạ căn có những người hạ căn Phải đợi vô lượng kiếp thời gian rất lâu, rất dài. Đời đời kiếp kiếp tiếp nhận quân đạo của Phật Pháp thành chủng tử. Mới có cơ hội khai ngộ này. Phật Đà năm xưa ở đời giảng kinh dạy học đệ tử khai ngộ có chúng bồ tát có chúng thành danh chúng bồ tát phải đẳng cấp gì mới khai ngộ hoa nghiêm cũng là viên giáo pháp hoa cũng là viên giáo đều phải đến sơ trụ trở lên viên giáo sơ trụ trở lên khai ngộ rồi hay nói cách khác nhị thừa tam thừa bồ tát đều là ngộ mà chưa nhập sơ trụ trở lên nhập rồi biệt giáo sơ trụ viên giáo sơ trụ chân thật được thọ dụng được thọ dụng gì ra khỏi mười pháp giới Cõi thật báo trang nghiêm Hiện tiền Vì thì được đại thọ dũng Tiểu thừa Tâm thanh tịnh Cũng có thể khai ngộ Tiểu ngộ Họ được thọ dụng Siêu xuất sáu cõi luân hồi vĩnh viễn Không còn luân hồi sáu cõi nữa Họ vào cái cảnh giới này Đều được thọ dụng chân thật Nếu như chúng ta đời sau Vẫn cứ luân hồi sáo cõi Đó chỉ là Khải thị chưa ngộ nhập Trong Phật Pháp Đại Thừa Đã nói là Pháp bình đẳng Tất cả chúng sanh vốn dĩ là phật lời nói này là thật không phải là giả phàm phu khác biệt với phật chính là mê ngộ phàm phu giác ngộ rồi liền thành phật cảnh giới của giác ngộ cũng muôn ngàn khác biệt giác ngộ như thế nào công phu giác ngộ toàn là buông xả vì sao vậy tại vì sao bạn mê bởi vì bạn có chấp trước nên bạn mê bạn có phân biệt nên bạn mê bạn có khởi tâm động niệm nên bạn mê phật đem chướng ngại của chúng ta Chính là chướng ngày chúng ta không thể minh tâm kiến tánh Ba loại phiền não lớn Khởi tâm động niệm Chính là vô minh Vô minh phiền não Vô minh là không tường tận Chính là mê Hay nói cách khác không khởi tâm không động niệm Bạn liền giác ngộ rồi Tu ở chỗ nào Phương pháp quá nhiều rồi Tám dạng bốn ngàn pháp môn Vô lượng pháp môn Mỗi môn đều thông đạt Niết bàn đạo Niết bàn chính là không sanh không diệt Mỗi môn đều thông cho nên đại thừa giáo nói có pháp nào không phải là phật pháp phật pháp chính là phương pháp thông đến niết bàn phật đạo chính là con đường thông đến niết bàn đạo chính là con đường pháp là phương pháp Thế nhưng căn tính của chúng sanh không đồng nhau Vô thị kiếp đến nay Tập khí chủng tử không như nhau Vì thì tạo thành cái gì? Có người vừa nhìn thì tường tận Có người vừa nghe thì hiểu rõ Vừa tiếp xúc thì thấu hiểu ngày nay chúng ta xem không hiểu nghe cũng không hiểu tiếp xúc vẫn là không hiểu thấy sai nghĩ sai thế là nói sai làm sai trong cái sai lầm này có thiện ác thiện thì cảm ứng ba đường thiện Ác thì cảm ứng ba đường ác Các vị nhất định phải hiểu được Ba đường thiện, ba đường ác Thấy đều sai lầm Vì sao vậy? Căn bản là không có sáu cõi luân hồi Sáu cõi luân hồi là giả Cũng giống như một giấc mộng vậy Bạn thấy mộng đẹp Bạn thấy ác mộng khi tỉnh lại rồi Thấy đều là mộng, Đều không tồn tại Cho nên thiện ác là không chút ý nghĩa gì Ở trong sáu cõi có thiện ác Cái mộng tốt cùng ác mộng không như nhau Thế nhưng khi tỉnh mộng thì không có gì Đều cũng bằng không Cho nên Phật dạy cho chúng ta Pháp còn nên xả huống hồ phi pháp phật pháp là thiện là mỹ thế nhưng trong tự tánh không có thứ này lão tử cũng nói được hay đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường danh phật nói cho chúng ta là cái danh này mà thôi danh của đạo danh của thiện thực thể thì sao thực thể không có chỉ có bổn tánh là thật thể thế nhưng bổn tánh nói ra không được bản tánh bạn cũng không thấy được bạn cũng không nghe được bạn cũng không sờ đến được nó thật có nó không phải là giả hiện tượng là giả hiện tượng vật chất là giả khởi tâm động niệm hiện tượng tinh thần cũng là giả hiện tượng tự nhiên là giả cho nên nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng vì công phu tu hành thì sao chính là ngay trong những hiện tượng hư vọng này không nên chấp trước không nên phân biệt không nên khởi tâm động niệm thì thành công rồi Biết chữ hay không biết chữ không liên quan Có học qua hay không cũng không liên quan Quan hệ ở buôn xã Nhìn thấu là hiểu rõ chân tướng sự thật Buôn xã thì không còn bị nó ảnh hưởng nữa Có thể buôn xã chấp trước Thì chứng quả A-la-hán Buôn xã chấp trước tâm thanh tịnh rồi Rời xa ô nhiễm Ở chỗ nào vậy? Mắt thấy sắc Không chấp trước tướng sắc Tai nghe âm thanh Không chấp trước tướng âm thanh Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần Chấp trước tướng cảnh giới Biết được tướng cảnh giới Không phải là thật nên gọi là ngay thể tức không, không thể có được. Đây gọi là chân tướng. Nếu như lại nâng cao, lên thêm một tầng, không những công chấp trước, ngay tâm phân biệt cũng không có, vậy thì chúc mừng bạn. Bạn thăng cấp rồi. Bạn từ A-la-hán nâng lên Bồ-Tát. A-la-hán là tâm thanh tịnh, bồ tát là tâm bình đẳng bình đẳng nhất định có thanh tịnh thanh tịnh chưa hẳn có bình đẳng lại hướng nâng lên cao chính là không khởi tâm không động niệm ngay thanh tịnh bình đẳng đều buông xả không khởi tâm không động niệm gì thì chúc mừng bạn bằng thành Phật rồi Vô minh phá rồi Vô minh buông xả rồi Cho nên các đồng tu học Phật Trong nhà có cúng tượng Phật Cúng dường trước tượng Phật Thứ gì Quan trọng nhất Chính là cúng một ly nước Cái ly của ly nước này Tốt nhất là dùng ly pha lê ly thủy tinh trong suốt bạn có thể nhìn thấy được nước này là cái ý gì không phải để phật uống ngày không uống đâu là biểu pháp nhắc nhở chúng ta bạn tu cái gì phải đem tâm tu đến giống như nước vậy thanh tịnh như vậy không có ô nhiễm bình đẳng như nhau không có gần sống cho nên trong ly nước này trong sạch không nên cúng nước trà trà có ô nhiễm nó có màu sắc nhất định phải cúng nước phải cúng nước trong nó đại biểu thanh tịnh đại biểu bình đẳng đại biểu giác trên đề kinh chúng ta thanh tịnh bình đẳng giác tôi cái gì chính là tôi cái này giác là tất cả thông đạt tường tận là trí huệ trí huệ từ đâu mà sanh khi không còn việc gì trong tâm không sanh một ý niệm chẳng phải vì sao, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, một niệm không sanh. Một niệm không sanh gọi là tam muội. Tiếng Phạn gọi là tam muội, dịch thành ý trung văn là thiền định. Thiền định cách nói của hai chữ này. Ngoài không dính tướng gọi là thiền, trong không động tâm gọi là định bên ngoài không quản thứ gì thấy được rất rõ ràng rất tường tận không để ở trong tâm việc này rất quan trọng quyết không để ở trong tâm chắc chắn không bị cảnh giới bên ngoài quấy nhiễu đây gọi là thiền bên trong không khởi tâm không động niệm không phân biệt không chấp trước đây gọi là định định đến cùng tột tự tánh vốn định tâm của chúng ta vốn dĩ là định khi từ cảnh giới bên ngoài vừa động tâm của chúng ta liền động đây gọi là phàm phu cảnh giới bên ngoài có động như thế nào tâm không động đây gọi là phật bồ tát có định liền có trí huệ liền có thần thông liền không có chướng ngại tu ở chỗ nào gì tu ở ngay trong đời sống mặc áo khi đang mặc áo tu ăn cơm khi khi ăn cơm tu làm việc ở ngay trong lúc làm việc mà tu ngay trong đối nhân sự thế mà tu toàn là phật pháp không có pháp nào không phải là phật pháp phật pháp chính là lìa tất cả tướng chính là tất cả pháp lìa tướng là cái gì ngay tướng lìa tướng lìa tức đồng thời không có trước sau Chính ngay trên tướng không chấp tướng Đây gọi là công phu Không phải không tiếp xúc Không tiếp xúc thì có tác dụng gì chứ Ý niệm vẫn cứ nghĩ Không ít gì Không thể nói tướng lìa khỏi Không ở trước mặt thì không tưởng đến nó Ở trước mặt cũng không nghĩ đến nó Đây gọi là đại định thì gọi công phu thành tựu rồi Cho nên trước tiên phải hiểu được Từ tính là gì Lục tổ đàn kinh Đại sư Huệ Năng nói được rất rõ ràng Nghe nghe ngũ tổ giảng kinh kim cang Nghe lời từ nghe kinh khai ngộ Thích ca mâu ni Phật Là dưới cầu bồ đề nhập định khai ngộ Bạn xem Phương pháp khai ngộ không như nhau phương pháp không nhất định vô lượng vô biên xúc động cội nguồn của bạn bỗng nhiên khai ngộ Cho nên đây là chúng ta cần phải hiểu được Chúng ta mới có thể được thọ dụng chân thật thọ dụng. Bát nhã vô tri, vô sở bất tri. Bát nhã là trí huệ. Trí huệ có hai loại, một cái là thể, một cái là tác dụng. Thể chính là vô tri đi con đường này rất nhanh cho nên chúng ta xem thấy lần này đến đây thật tốt lão hòa thượng hải hiền cái đĩa này cùng tư liệu đều in ra đều tặng cho mọi người nghe là cảnh giới gì vậy ngài được tam muội rồi ngài cai ngộ rồi có phải là minh tâm kiến tánh rất là có thể ngài cái gì cũng đều biết ngài không nói tại vì sao không nói nói ra không có người hiểu người thượng thượng căn có thể nói với họ Người Trung Hạ căn không cần nói. Bạn xem, người không biết chữ, không có đi học. Ngay đến thời khóa tụng sớm tối, người đều không có làm qua. Thời khóa sớm tối người khác đọc kinh niệm chú ngài niệm A Di Đà Phật. Một câu A Di Đà Phật ngài khai ngộ. Vì sao vậy? Người xưa có một câu nói Biết ít việc phiền não ít Biết nhiều người thì phải quấy nhiều Ngài không biết chữ Không có đi học Trong kinh nói Ngài Ngài không biết Ngài không có loại phân biệt chấp trước Một câu Phật hiệu tâm của Ngài là định rồi Ngay trong 2 đến 6 giờ Không luận Ngài làm cái gì Ở mọi lúc và mọi nơi Ngài làm ra toàn là đang tu đại định Tu tự tánh vốn định Đại sư Huệ Năng nói rất hay Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh Tự tánh là tâm thanh tịnh Tự tánh là bổn thể Tự tánh cũng gọi là pháp tánh Cũng gọi là chân như Mỗi ngày ngày dùng cái này Ngài là khởi giác dụng Chúng ta là khởi mê dụng Vì sao vậy? Chúng ta vọng niệm quá nhiều Tạp niệm quá nhiều Đây là gì vậy? Tâm không thanh tịnh Không bình đẳng Lúc nào chúng ta có thể đem tâm Làm bình rồi Hai vị huynh đệ này Đều không biết chữ Cho nên tâm địa thanh tịnh Không có tạp niệm Không có vọng tưởng Lão Hòa Thượng dạy ngày Mấy câu Đó chính là Tổng cương yếu Giáo học của Như Lai Ngài liền nhớ lấy cái này Ngài liền có thể thành công Câu này là gì? Nam Mô A Di Đà Phật bạn thấy có người cư sĩ thỉnh giáo ngài đạo khỏe mạnh trường thọ nghe nói hai câu trì giới niệm phật đây chính là tổng cương lĩnh của chư phật như lai Tự hành hóa tha Vị trì giới Giới là gì? Người chưa có học qua giới Pháp sư Đình Hoàng đến Đài Loan học giới đã học một năm rồi Cái luật tạng này của Phật Đà Phải dùng bao nhiêu thời gian? Pháp sư Quả Thanh đã dùng 30 năm Chuyên công giới luật vì lão hòa thượng này trì giới gì vậy? Tam quy ngũ giới mười thiện Tứ nhiếp lục độ Ngày trị cái này Không có cái thứ khác Chỉ giữ những thứ này Cả đời đều không trái phạm Ngài có thể được định Ngài có thể khai ngộ Ngài có thể được tự tại giảng sanh Ngày sống ở thế gian này có ý nghĩa Có giá trị Có mục đích Mục đích là gì? Mục đích là biểu pháp Ngày không uổng phí Ngài giáo hóa chúng sanh nhiều ít Ảnh hưởng bao nhiêu chúng sanh Chúng ta phải học tập với Ngài Học tập như thế nào Buông xả tất cả duyên ngoài Nhất tâm chuyên chú niệm Phật Cũng giống như Lão Hòa Thượng vậy Nghiêm giữ tam quy ngũ giới mười thiện Lục hòa, lục độ Đủ rồi Đây chính là Bồ Tát trụ thế Làm gì có phiền não Mấy điều này chân thật đều làm được rồi Phật Bồ Tát tái lai Không phải Phật Bồ Tát tái lai Họ không làm được ngày nay chúng ta làm từ chỗ nào lão hòa thượng người hơn 100 tuổi sinh ra vào năm 26 mươi sáu đỗ quang một tôi sinh ra vào năm 1927 lão hòa thượng lớn hơn tôi 27 tuổi Tuổi tác này của tôi Lúc nhỏ còn nếm được Một chút truyền thống văn hóa Vì mà Lão Hòa Thượng Còn thấm sâu hơn So với tôi nhiều Tuy là không có đi học Không biết chữ Không cần lo Ngày hiểu được Ngủ luôn ngủ thường Ngủ luôn là gì Quan hệ của người với người Phu tử hữu thân phu phụ hữu biệt quân thần hữu nghĩa trượng ấu hữu tự bằng hữu hữu tính ngài biết được ngài ứng xử quan hệ người với người rất tốt hiểu được ngũ luân hiểu được ngũ thường ngũ thường chính là năm chữ này nhân lễ nghĩa trí tính nhân việc thứ nhất phải yêu người kỹ sở bất dục vật thí ư nhân Người làm được rồi làm được rất viên mãn nghĩa nghĩa là khởi tâm đồng niệm lời nói việc làm hợp tình hợp lý hợp pháp cái điều này làm được rồi lễ là lễ mạo khiêm nhường cung kính đối với người Vậy thì lễ làm được rồi Trí là lý trí Không cảm tình làm việc Sau cùng chữ tính Lời nói có chữ tính Bạn thấy nhân lễ nghĩa trí tính Thấy đều đầy đủ rồi Tứ duy bác đức Bạn tưởng tượng xem Có chữ nào ngày không có Đều có không nên nhiều chân thật làm được khởi tâm động niệm lời nói việc làm khi qua lại với người quyết định tương ưng với ngũ luân ngũ thường tứ duy bát đức quyết định tương ưng với tam quy ngũ giới mười thiện lục hoa lục độ ngài không phải là bồ tát thì ai là bồ tát Thích Ca Ni Phật như vậy Ngài cũng như vậy Di Đà cũng như vậy Chúng ta biết được những sự việc này Liền biết được phải nên tu như thế nào Phải nên học bằng cách nào Ngài được thọ dụng Chúng ta cũng được thọ dụng xã hội hiện tiền lão hòa thượng hải hiền ở trong cái xã hội này ngày không khác gì ở thế giới cực lạc thế giới cực lạc tất cả đều là thiện tốt đẹp không để ở trong tâm nơi đây tất cả bất thiện cũng không để ở trong tâm Ngài ở nơi đây biểu diễn Cho chúng ta xem Dùng một câu A-di-đà Phật Đem vọng tưởng tạp niệm Thiện bất thiện nghiệp thấy đều đổi hết Trong lòng không có thứ gì Sạch sẽ trong sạch Chỉ có một câu A-di-đà Phật Thiện A-di-đà Phật Ác cũng A-di-đà Phật Đến A-di-đà Phật Nơi đây liền bình đẳng rồi đây chính là phương pháp của Ngài tu hành Diệu tuyệt rồi Đây gọi là niệm Phật Ngài biết niệm Phật Chúng ta niệm Phật vẫn còn phân biệt Vẫn còn chấp trước Đây là giả niệm Không phải là thật niệm Cái cách niệm này Niệm 100 năm, 200 năm, 300 năm Cũng không ít gì Vẫn là luân hồi sáu cõi niệm phật không thể xen tạp lời nói này nhiều năm qua chúng ta đã nói rất nhiều lần niệm phật có ba cương yếu cái thứ nhất không thể xen tạp cái thứ hai không thể gián đoạn Đúng. tốt nhất là ngày đêm đều không gián đoạn cái sau cùng không thể hoài nghi nó là thật Một chút cũng không giả Chân thật giữ lấy Không hoài nghi Không xen tạp Không gián đoạn Không có ai không thành tựu Hơn nữa thành công rất nhanh Chúng ta từ tình độ thánh hiền lục Từ trong giảng sanh truyền mà xem Để từ trong công phu niệm Phật hiện tiền của chúng ta Niệm Phật đến giảng sanh Chúng ta sẽ phát hiện ra Người ba năm thành tựu Rất nhiều Ba năm một ngàn ngày Người xưa nói Sách đọc ngàn lần Nghĩa kia tự thấy Một ngàn ngày chính là ba năm Ba năm có thể chuyển tâm Vạn duyên buông xả Khẳng định được ta muội Được ta muội thì chắc chắn giảng sanh Mà còn tự tại giảng sanh Muốn lúc nào ra đi thì lúc đó ra đi Muốn ở thêm mấy năm thì không chướng ngại gì Không có thọ mạng Không có thọ mạng a di đà Phật sẽ giúp bạn kéo dài tuổi thọ Lão Hòa Thượng Hải Hiền 112 tuổi Tôi cảm thấy không phải là thọ mạng của Ngài Có thể thọ mạng của Ngài sớm đã đến rồi Tại vì sao trường thọ như vậy Phật kéo dài cho Ngài Việc của Ngài chưa làm xong Cho nên chúng ta xem thấy báo cáo này Đến sau cùng Ngài được quyển sách này Ngài không biết chữ Ngài nói quyển sách này là Nếu muốn Phật Pháp Hưng Chỉ có tăng khen tăng Vô cùng hoan hỷ bạn xem trong báo cáo nói Giống như là nhận được bảo bối vậy Ngưỡng vọng nhiều năm Bảo bối này rốt cuộc đã đến tay Mặc áo đắp y Quan hỷ cầm lấy quyển sách này Các người phải mau mau chụp hình cho tôi Đó là gì vậy? Một biểu pháp sau cùng Cái biểu pháp này xong rồi Người liền đi đến thế giới cực lạc Ngài ngưỡng vọng cái biểu pháp này là ngưỡng vọng rất nhiều năm Cuối cùng ngày này đến rồi Phật tiếp dẫn ngày giảng sanh Đến lúc nào Ngài rõ ràng tường tận Ngài không nói với người Không cần người trợ niệm Chọn lựa thời gian là buổi tối Mọi người đều đi ngủ Ngài ra đi không có người quấy nhiễu Bạn quan sát cái đĩa này Bạn tỉ mỉ Quan sát từng ly từng tí Bạn sẽ phát hiện Áo diệu ở trong đó Thấy đều đáng được chúng ta học tập Đáng được chúng ta tin tưởng Cẩn dịch vọng tây cư sĩ địa chỉ email vọng tây cư sĩ a móc gmail com người đọc hành quan phát tâm cúng dường do nhóm tình độ đại kinh khoa chú thành tâm cúng dường nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật